Gần đây, cuộc đấu giá nhân đạo cho chiếc băng đội trưởng của Cristiano Ronaldo vừa kết thúc với con số tuyệt vời 64.000 euro. Jovan Simic, người sáng lập tổ chức từ thiện Together for Life, thông báo trên Twitter. Như đã đưa tin, Ronaldo ném băng thủ quân để phản ứng việc trọng tài không công nhận bàn thắng của anh trong trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Draco Mitic tại Serbia. Sau đó, một người lính cứu hỏa nhặt lại và dành tặng cho Together for Life. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Đã bao giờ bạn thấy niềm vui của các bậc cha mẹ sau một đêm gần như thức trắng chăm cho con mình vượt qua cơn sốt cao, rồi chợt thấy đứa bé nhoẻn miệng cười khi mở mắt thức dậy? Có bao giờ bạn thấy đứa trẻ ùa vào lòng mẹ mỗi khi đi làm về? Bạn có bao giờ nhớ lại giờ tan trường, chính mình từng có lúc chạy ùa ra cổng, xa vào lòng bố mẹ để nhận lấy một cái ôm chan chứa yêu thương? Trẻ em đem đến cho người lớn rất nhiều niềm vui, và những niềm vui không thể mua được dù có rất nhiều tiền. Nụ cười hồn nhiên của trẻ em chính là một trong những hạnh phúc đích thực của cuộc sống mà người lớn được nhận. Nhưng nhiều khi những nụ cười lại khiến chúng ta không khỏi xót xa khi chủ nhân của chúng là những em bé có mảnh đời bất hạnh. Cuộc sống vốn không công bằng, và những gì chúng ta nên làm là cố gắng mang lại và chia sẻ một chút ấm áp mà bản thân mỗi người có thể. Nhiều người vẫn đang làm điều ấy, hoặc là được biết đến, hoặc là trong thầm lặng. Bất kể thế nào, thế giới này thực sự không hề lạnh lẽo. Và chủ đề mà chúng tôi nhắc đến hôm nay là những mẫu chuyện về từ thiện có các vật phẩm liên quan đến cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo. Nếu như bạn không tin một thứ vứt đi có thể biến thành vàng, thì hãy nghe hết câu chuyện sau đây sẽ rõ. Cristiano Ronaldo dù đã qua thời đỉnh cao về phong độ, song sức hút của siêu cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn vô cùng đáng nể. Danh tiếng của anh vẫn đủ để mọi thứ liên quan tới CR7 có độ hot không thua kém bất cứ ngôi sao Hollywood nào. Cách đây vài năm, Ronaldo từng được vinh danh là vận động viên thể thao làm từ thiện nhiều nhất năm, và siêu sao người Bồ Đào Nha chưa bao giờ dừng ý định giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trên thế giới. Thông thường khi giành quả bóng vàng, cầu thủ có thể yêu cầu một bản sao được trao cho câu lạc bộ hoặc giữ riêng cho bản thành tích cá nhân. Ronaldo từng giữ một bản sao duy nhất khi giành giải vào năm 2013. Bản sao này đã được cầu thủ người Bồ Đào Nha đem ra đấu giá để gây quỹ từ thiện cho dự án Make a Wish. Đây là một quỹ từ thiện giúp trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội để thực hiện ước mơ hoặc hướng đến một điều tích cực. Aiden Ofer, người đàn ông giàu nhất Israel, đã trả 530.000 bảng, tương đương hơn 700.000 đô la để sở hữu bản sao quả bóng vàng 2013 của Ronaldo. Chính Ronaldo trao tặng phẩm này cho tỷ phú Ofer và số tiền được chuyển ngay vào quỹ Make a Wish. Ở thời điểm Euro 2016, Ronaldo do tức giận mà từng ném chiếc micro của phóng viên truyền hình xuống hồ khi đang đi dạo cùng đồng đội. Kênh truyền hình này đã thuê thợ lặn để vớt chiếc micro bị ngôi sao Cristiano Ronaldo ném xuống. Nghe đồn họ sẽ đem nó bán đấu giá nhằm để lấy tiền ủng hộ khoảng 250 trẻ em khuyết tật ở Funchal, Bồ Đào Nha. Nhưng lại có nguồn tin cho rằng đây được cho là động thái gây hứng với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Bởi ngay sau vụ việc xảy ra, phía đài truyền hình đã yêu cầu Ronaldo và lãnh đạo Bồ Đào Nha đưa ra lời xin lỗi mà chưa được đáp ứng. Trong quá khứ, Ronaldo từng bán đấu giá chiếc giày vàng mà chân sút 32 tuổi của Real Madrid giành được năm 2012 để thu về 1,5 triệu euro giúp đỡ các em nhỏ ở Palestine bằng cách xây dựng bệnh viện và trường học. Nhắc đến đây, còn có một thông tin thú vị cũng liên quan đến giày. Hẳn mọi người vẫn còn nhớ, ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha bị Serbia cầm chân với tỷ số 2 đều. Tại đây, Ronaldo dứt điểm đánh bại thủ môn đối phương ở phút 90+3, nhưng hậu vệ Mitrovic đã lui về phá bóng. Góc quay truyền hình cho thấy bóng đã đi qua vạch vôi, nhưng trọng tài Danny McKinley đã không công nhận bàn thắng do không thấy trọng tài biên có phản ứng gì. VAR và công nghệ goal line không được sử dụng, khiến Bồ Đào Nha đánh mất chiến thắng. Ronaldo tỏ ra khó chịu, anh vứt băng đội trưởng xuống sân và đi thẳng vào đường hầm khi trận đấu còn chưa kết thúc. Đôi giày mà Stefan Mitrovic đã cản bàn thắng của Cristiano Ronaldo được tặng cho một tổ chức từ thiện bán đấu giá, và toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để chữa bệnh cho Gavrilo Dujevic, một em bé 6 tháng tuổi mắc chứng teo cơ tủy sống.
Đây là một căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ mắc bệnh khoảng 1 trên 10.000 các ca sơ sinh. Nó có thể dẫn đến tử vong hoặc phải thở bằng máy vĩnh viễn ở tuổi lên 2 trong 90% trường hợp. Chi phí điều trị của nó rất cao và để điều trị căn bệnh quái ác này, gia đình Gabriello cần khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Chiếc băng đội trưởng bị Ronaldo tức giận ném lại, sau đó đã được một lính cứu hỏa địa phương có tên Jordi Vukicevic đã nhặt được và trao cho một kênh thể thao khu vực. Sau khi kênh thể thao Sport Club xác minh tính xác thực của món đồ bằng cách kiểm tra ảnh và video sau trận đấu, họ đã hợp tác với một tổ chức từ thiện và trao băng đội trưởng của Ronaldo cho một cuộc đấu giá. Với danh tiếng và lịch sử từng nằm trên tay siêu sao được mến mộ bậc nhất làng tốc cầu thế giới của Cristiano Ronaldo, chiếc băng thủ quân đã được bán với giá 75.000 đô la cho một người giấu tên. Theo đề nghị của người lính cứu hỏa, số tiền cũng được dùng để ủng hộ cho em bé nói trên. Tuy số tiền thu được tại cuộc đấu giá chiếc băng đã là khá lớn, song nó chỉ chiếm một phần so với chi phí cần thiết. Nhưng tất cả đều hy vọng hiệu ứng tốt từ chiếc băng đội trưởng bị ném bỏ của Ronaldo và truyền thông sẽ giúp nhiều nhà hảo tâm chú ý tới trường hợp của em, qua đó thu được số tiền điều trị mang lại sự sống cho em. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến tận giây cuối cùng của video. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện ở những video mới nhất.